Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, trên trang web là phankimtu.com. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học phần mềm dễ sơ đồ tư duy ha, eDraw My Master. Thì video trước chúng ta đã tạo được những cái nội dung chính cơ bản của phần mềm rồi. Video này là video để chúng ta tìm hiểu thêm một số cái phần về trình chiếu rồi xuất ra thôi ha, là kết thúc cái phần mềm rồi. Rồi thì video trước tôi dẫn các bạn xong cái tab đầu tiên là tab Home. Cái tab thứ hai là tab PaySero, là những cái mẫu chung của phần mềm đây, những cái kiểu style đây ha, như bạn thấy chưa? Thì bạn lít thì bạn nhìn trên màn hình đó, nó thay đổi những cái kiểu đó ha, cho đẹp thôi. Nhưng mà thường những cái kiểu mà đẹp mà miễn phí, chơi những cái kiểu đẹp đó, thì nó sẽ có phí ha, thấy chưa? Thì lập tội có phí nè. Rồi thêm font là này, bạn tùy chỉnh cái font thôi ha, cái font chữ á, Arial hay là những Tahoma gì đó, đó tùy các bạn. Rồi thêm color, bạn cứ lít tự lít rồi tìm hiểu thêm thôi. Không có gì hết, những cái này rất là đơn giản. Rồi background color là cái nền thôi, thấy chưa? Nó rất là đơn giản. Rồi background image, nghĩa là cái nền là cái một cái bức ảnh nào đó, một cái chất liệu nào đó, thấy chưa? Bạn hãy chèn những cái file bạn vào đây ha, chèn bức ảnh hay gì bạn vào đây thì chọn cái browser file, browser from file ha, chọn cái file ảnh của bạn vào đây. Rồi cái remove là bắt ra, bạn muốn xóa cái nền này lít dưới đây ha, remove là xóa thùng rác đó. Rồi tiếp theo cái phần watermark là cái mặt nạ bản quyền, thì bạn thấy cái đứa trước tôi đã tạo cái chữ mà do not copy là không được sao chép, thì bạn lít vô đây để tạo những cái chữ khác nè ha. Bạn muốn xóa thì ở dưới này sẽ có chữ là remote water, bạn muốn đánh cái chữ gì vô theo ý các bạn á thì bạn nhấn vô cái chữ customize water watermark ha, watermark, thì bạn muốn đánh cái chữ gì vô thì bạn đánh cái chữ này do not copy. Thì tôi đánh cái trang web tôi đi là phankimtu.com ha, ha. Okay. Bạn thấy tạo cái mặt nạ bản quyền mà một cái bức ảnh nào cũng được này nè, không có gì thì bạn chọn no ha, một bức ảnh thì bạn chọn picture đó, và select picture là chèn ảnh vào đây, tỷ lệ 100%, hay là bạn đánh nội dung như đó thì bạn tự đánh vô đây phông chữ rồi nè, kích thước rồi nè ha. Đó. Sau đó bạn nhấn chữ apply ok cũng được, thấy chưa, hiện cái chữ phankimtu.com thì hướng xéo, bạn hãy chỉnh hướng ngang cũng được tùy các bạn. Rồi là tôi nói sơ thôi, tới cái phần mà sau khi làm xong ta thực hiện cái việc trình chiếu nè ha. Thì trình chiếu thì bạn lít vào cái tab slide sau ha, lít vào slide review đây thì bạn xem trước cái review cái slide của bạn. Thì bạn muốn bắt đầu bằng giờ sẽ tôi bắt đầu từ nội dung chính là bữa cơm gia đình đi. Thì thật ra đây nó có cách tạo tự động nó mau hơn, thì bạn lít vô đây bạn nhấn cái chữ auto nè, thực những cái nốt này nè, thật là cái nốt mà tôi đang rơi cái chuột nè, thật ra là những cái nốt trên đây thôi, nó điện lôi xuống dưới thôi chứ không có gì hết ha. Thì bạn lít vô chữ auto react nè, thì phần mềm nó sẽ tự tạo cho bạn, thấy chưa, tự tạo những cái nốt cho bạn đó, thấy chưa, tự tạo những cái nốt. Nhưng mà có thể là nó sẽ phần mềm nó tạo nhanh nhưng mà có thể là không theo ý đồ của bạn, nhưng mà đây tôi hướng dẫn các bạn thôi. Auto react là tạo nhanh nè, sau khi bạn tạo xong bạn hãy nhấn cái chữ play slide, thấy chưa, thì nó sẽ trình chiếu cho bạn. Thì mỗi lần bạn lít chuột hay gì đó, lít chuột hay bạn nhấn cái mũi tên lên xuống hay trái phải đó, thì nó sẽ hiển thị tới một cái live tiếp theo, một cái nốt tiếp theo. Không được rồi, hình như để nó cho bạn trình chiếu mấy live à, yêu cầu bạn phải mua rồi, thấy chưa, nó phần mềm này đúng rồi, nó yêu cầu bạn phải trả phí mới được trình chiếu tiếp à. Nhấn nút thoát, nhấn escape á, thì tôi hướng dẫn các bạn thôi ha, cái cách làm ha. Ở đây là những cái slide, trường hợp bạn muốn xóa những cái này thì bạn hãy quét chọn Ctrl A thử, bạn nhấn cái chữ delete, xóa tất cả nè, remove all nè, còn đây là xóa từng slide, xóa tất cả, bạn có muốn xóa tất cả không, yes. Rồi xóa cái slide trình chiếu thôi nha, chứ nội dung chúng ta không có xóa, nội dung thì vẫn còn đó ha, đây nè. Rồi bạn muốn làm thủ công từng slide theo ý đồ của bạn thì bạn chọn nội dung đó, để tôi chọn note này, sau đó tôi nhấn vào cái chữ read, xin lỗi, cái chữ s slide pay, thấy chưa. Rồi đây là cái note tiếp theo của tôi, thì nhấn vào đây, ta cứ làm thủ công vậy thì nó sẽ trình chiếu theo cái ý đồ của chúng ta ha. Tôi tiếp theo tôi tới món sinh tố thì tôi lít vào đây ha, thấy chưa, nó từng like một theo like một, like hai, like ba, nó theo cái ý đồ của chúng ta. Còn bạn nhấn chữ auto thì nó nhiều khi nó không được chính xác, sau đó bạn nhấn nút play để bạn xem thử nè ha, hoặc like trên đây cũng được ha, hoặc là đây bạn travel topic là di chuyển theo từng like ha, thấy chưa, di chuyển theo từng like. Bạn điều hướng bằng cách là bạn sử dụng bốn dấu mũi tên trái phải lên xuống ha, thấy chưa. Nhưng mà chúng ta dính cái phần bản quyền của ta, dính cái phần bản quyền này tôi cảm thấy không được hay ha, thì chúng ta trình chiếu một chút thì nó sẽ hiện ra rồi, rất là mắc thế, rất là không có hay
Rồi tao nhấn cái nút escape, cái nút thoát mà góc trên cùng tay trái. Đại khái cho bạn biết thôi, thì bạn tìm hiểu cái sơ đồ thôi. Còn trình chiếu thì tôi thấy nó bị dính cái phần bản quyền là không 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 ok rồi. Full screen là toàn màn hình ha, full screen là toàn màn hình, tích ở đây. Rồi. Sau khi làm xong được cái phần trình chiếu rồi, tới cái phần mà xuất file anh ta ra thì bạn sẽ thấy đây nó có chữ subscribe PowerPoint nè, PDF nè, in nè. Ta nhấn cái chữ export PPT là PowerPoint thử. Không được. Yêu cầu bạn phải có phiên bản trả phí mới xuất được PowerPoint. Rồi tôi xuất thử PDF coi. Cũng không được luôn ha. Yêu cầu chúng ta phải có phiên bản có phí export PDF. Ring thì chắc được quá. Thật ra thì bạn muốn biết cái phần xuất như thế nào thì bạn vào cái menu đầu tiên là cái file nè. Ha, lít vô menu đầu tiên là file đây ha. Rồi, thì bạn sẽ tới cái phần export and send. Thấy chưa? Đây nó sẽ có nhiều cái loại xuất cho bạn. Thì thật ra thì hướng dẫn các bạn thôi, chứ xuất thì tôi thường có thể là xuất cái graphic nè, là xuất ra bức ảnh đó ha, graphic là bức ảnh như định dạng png gì vậy, hay là graphic format nè, đúng rồi, xuất ra một cái bức ảnh có định dạng là png ha, png đây, nhấn save, tôi nhấn save thử ha, tôi lưu trong cái chữ document đi. Thì cách save thì nó sẽ hỏi bạn cái cách save như thế nào, bạn chọn cái kích thước file gốc hay là phóng to bao nhiêu phần trăm thì lít vô đây ha. Hai mặc định thì nó lên 200% nè. Đó. À, cái hình dạng thì bạn cho tất cả hình dạng hay là chọn những cái hình dạng nào bạn chọn thôi. Ha, thì bạn click vô đây. Rồi. Resolution là độ phân giải trên màn hình hay độ phân giải in. À, không cho rồi. Chỉ cho bạn độ phân giải trên màn hình là độ phân giải thấp thôi. Hay custom không cho luôn, custom là tùy chỉnh. Rồi, chúng ta chỉ được để mặc định và nhấn ok thôi. Rồi tôi mở thử cái file này, tôi lên trong cái phần document đây. Bữa cơm gia đình. Ha, đó, thấy chưa? Từ một cái file chất lượng cũng tương đối thôi ha. Rồi. Định dạng png nè. Nhấn delete đó. Rồi quay lại trong cái phần này chúng ta còn xuất được cái file chip nè, định dạng file chip ha. Rồi PDF BS là Photoshop đó, EBS là dùng để cho vector dạng giống như là phần mềm Illustrator hay là Corel đó ha, EBS. PDF thử. Save. Rồi. Ok. Không cho ha, dính bản quyền phiên bản miễn phí không cho. Rồi, không cho nhiều quá. Photoshop EBS. Hồ sức EBS lại cho ha. Dạng nói chung là dạng đồ họa là PNG hay là dạng EBS thì lại cho. Lâu rồi. Sao nó không xuất hiện đây ta? Rồi office tôi xuất thử định dạng đây. Đây nó xuất cái file Word, file PowerPoint, file Excel như nãy file PowerPoint là không cho. Giờ ta xuất file Word. Hình như là file Word nó sẽ cho. Đúng rồi, file Word nó sẽ cho, thấy chưa? Tôi nhấn ok để mở phần mềm ra. Đây, thấy chưa? Thì tôi khuyên các bạn là bạn hãy xuất ra cái file Word để bạn hướng dẫn cũng được, trình chiếu cũng được ha, file Word đây. Rồi tôi xuất thêm file PowerPoint là không cho rồi. File PowerPoint cho luôn ha. Rồi. File PowerPoint cho luôn, thấy chưa? Cũng hay ha. Xuất PowerPoint để cho người ta trình chiếu thôi. Bạn xuất ra một cái slide như thế này, sau đó bạn nhấn phím F5. F5 là chúng ta trình chiếu á. Ha, like sao nè, phím tắt là F5. Bạn nào học bên phần mềm PowerPoint thì sẽ biết. Tôi nhớ không lầm là gì, tôi nhấn thử ha. F5. Đúng rồi, thấy chưa? Rồi. Đây là phần mềm PowerPoint. Word, PowerPoint rồi, Excel. Excel thì không cần thiết tại vì chúng ta không thường ta ít truy xuất ra Excel lắm ha, nhưng mà đây chúng ta xuất vẫn được ha. Rồi. Rồi những cái định dạng còn lại thì không như thông dụng. Định dạng trên trang web, rồi định dạng trên cái phần mềm My Manager ha, một cái phần mềm khác. Rồi, là cơ bản là xong rồi. Tôi đã hướng dẫn các bạn học xong cái phần mềm vẽ sơ đồ tư duy, từ cái việc mà chúng ta là tạo mới, rồi tạo những cái nốt, rồi tạo cái sự liên kết về những cái hình đại diện vào. Rồi sau đó ta sẽ thực hiện cái việc trình chiếu và xuất ra những cái định dạng file thông dụng. Rồi, rất là đơn giản ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những cái phần mềm khác đi. Thì tôi là Tú Phan trên trang web phankimtu.com, phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau ha.